Hôm thứ Hai, Trung Quốc đã tiến hành chuyến bay thử nghiệm một động cơ mới mà các chuyên gia cho rằng có thể cung cấp năng lượng cho máy bay siêu thanh và máy bay vũ trụ trong tương lai của Trung Quốc. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin động cơ được phát triển bởi phòng thí nghiệm đốt và đẩy của Trường Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ thuộc Đại học Thanh Hoa, đã thực hiện thành công một chuyến bay thử nghiệm vào sáng thứ Hai. CCTV cho biết một tên lửa đẩy hai giai đoạn đã được sử dụng để hỗ trợ chuyến bay thử nghiệm. Lưu ý rằng sau khi tách giai đoạn đầu tiên, giai đoạn thứ hai đã đưa động cơ đến độ cao và vận tốc định trước, và đó là khi cửa hút gió của động cơ bắt đầu hít thở không khí rất hiệu quả, và hệ thống cung cấp nhiên liệu bắt đầu phun nhiên liệu bay hơi vào buồng đốt. Sau đó, hệ thống đánh lửa khởi động đúng cách, buồng đốt đi vào trạng thái đốt cháy như kế hoạch. Động cơ hoạt động ổn định và cung cấp lực đẩy liên tục, đánh dấu sự thành công trọn vẹn của chuyến bay thử nghiệm, CCTV đưa tin. Một đoạn video do máy tính tạo ra cho thấy tên lửa đẩy giai đoạn 2 không tách rời động cơ, và nó đã mở một chiếc dù để hạ cánh xuống một vùng sa mạc, vì vậy nó có thể được thu hồi. Báo cáo cho biết, cuộc thử nghiệm thu thập dữ liệu về những tác động gây ra bởi sự thay đổi thông số của môi trường làm việc đối với các đặc tính hoạt động của buồng đốt động cơ trong điều kiện bay thực tế. Nó cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng các đặc tính làm việc thực tế của động cơ, xác nhận tính khả thi của công nghệ và cung cấp dữ liệu thử nghiệm cũng như kinh nghiệm tích lũy để biến công nghệ mới này thành sản phẩm, CCTV cho biết. Báo cáo cho biết, thành tựu này sẽ làm phong phú thêm khả năng hàng không vũ trụ của Trung Quốc và có ý nghĩa chiến lược đối với động cơ đẩy kiểu mới. Hoàng Tri Khâm, một chuyên gia cao cấp về khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ, nói với Thời báo Hoàn Cầu hôm thứ Hai rằng thí nghiệm này là về chuyến bay siêu thanh của động cơ. Đánh giá từ các mô tả về cách động cơ hoạt động, nó có thể là động cơ scramjet, một trong những công nghệ quan trọng để đạt được chuyến bay siêu thanh, các chuyên gia cho biết. Wang Yanan, tổng biên tập của tạp chí Aerospace Knowledge có trụ sở tại Bắc Kinh, nói với Thời báo Hoàn Cầu hôm thứ Hai rằng vì động cơ cần một tên lửa đẩy hai tầng, nó có thể hoạt động gần không gian hoặc ở rìa trên của bầu khí quyển, nơi không khí rất loãng, không đủ oxy để hỗ trợ quá trình đốt cháy. Trong những trường hợp như vậy, luồng không khí cần phải giảm tốc độ sau khi đi vào cửa hút để hòa trộn với nhiên liệu. Trong đó, nhiên liệu hóa hơi là một ý tưởng hay vì nó có thể hòa trộn nhiên liệu và không khí rất tốt để đảm bảo quá trình đốt cháy ổn định và hiệu quả, Oang giải thích. Lưu ý rằng đây có thể là bước đột phá trong thử nghiệm. Li Xiaowang, một chuyên gia về hệ thống không người lái thông minh tại Đại học Trinh Đảo, nói với Global Times rằng báo cáo của CCTV không tiết lộ chi tiết cụ thể của động cơ, nhưng nó dường như không dài quá 1 mét, vì vậy lực đẩy của nó sẽ không cao lắm. Li nói, nếu đó là một thử nghiệm mô hình theo tỷ lệ nhằm xác minh lý thuyết thì điều đó có nghĩa là vẫn còn một số chặng đường trước khi công nghệ này trưởng thành và trở thành một sản phẩm thực sự. Wang dự đoán khi công nghệ này trở nên hoàn thiện, nó có thể được ứng dụng trên máy bay siêu thanh và máy bay không gian vũ trụ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!